Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 171, Lý Uông ở Nhuân Đô. Nhuận Đô là một tòa thành nhỏ, nằm giữa phía bắc phồn hoa của Yên Nguyệt Kim Lăng và phía nam vật tư phong phú của Hoa Nguyên, thành Nhuận Đô bị bao quanh bởi hai vùng đất giàu có, ngoài việc nổi tiếng với những vườn nho bạt ngàn, nhiều người thậm chí chưa từng nghe đến tên của thành phố này. Sau 20 ngày liên tục hành quân không nghỉ, nhóm người của Hòa Yến mệt mỏi tìm nơi trú tạm dưới những gốc cây hay trong các hang động ven đường để nghỉ ngơi vài giờ. Khi đói, họ săn thỏ rừng và tìm trứng chim để ăn. Vào chiều tối ngày thứ 20, họ cuối cùng cũng gần đến thành nhuận đô. Mình làm gì bây giờ? Mọi người dừng ngựa, Kéo ngựa đến bờ sông uống nước và ngồi xuống ăn chút đồ. Hỏa Yến nhìn xa xăm phía trước, đó là một vùng đồng bằng rộng lớn mà nàng rất quen thuộc. Hỏa Yến không nói gì, chỉ leo lên cây cao nhất để quan sát. Một lát sau, nàng leo xuống. Hồng Sơn đưa cho nàng vài quả trứng chim đã nướng chín, hỏi: "Thế nào, chúng ta đi vào bằng đường nào?" Trứng chim nóng hồi, Hỏa Yến lột vỏ và ăn để làm dịu cơn đói và mệt mỏi. Nàng nói: chúng ta không thể vào trực tiếp từ cửa chính. Quân ô thác đóng trại ngay bên ngoài, dù có thể tránh được họ, lính giữ cổng nhuận đô cũng không dám mở cửa. Vậy phải làm sao? Giang Giao lo lắng hỏi. Hòa huynh, ngươi có cách nào không? Hòa Yến suy nghĩ một lát. Ta đã hỏi các huynh đệ ở Lương Châu Vệ, biết ngoài cửa thành có một lối nhỏ, phải leo qua một ngọn núi rồi đi theo đường thủy. Ngựa không thể đi qua, chúng ta phải bỏ ngựa và đi bộ. Đường tắt này sẽ dẫn vào thành nhuận đô thật sao tiểu mạch hỏi vậy chúng ta nhanh ăn xong rồi đi tiếp hỏa yến gật đầu nhìn về hướng thành nhuận đô lòng nàng dấy lên một nỗi lo âu con đường tắt này không phải là do lính lương châu vệ tiết lộ nhiều năm trước khi giao chiến với người tây khương tại nhuận đô nàng đã cho đào một đường hầm bí mật từ trong thành dẫn ra ngoài để cứu người dân binh mã lớn không thể đi qua đường này hỏa yến không lo nơi đó có mai phục của quân ô thác nhưng lo liệu Lý Khôn có che lấp lối đi sau nhiều năm hay không. Dù sao nhuận đô đã yên bình trong thời gian dài. Dù thế nào, họ vẫn phải tiếp tục tiến tới. Cả nhóm nhanh chóng ăn xong lương khô, hòa yến tháo dây cương và vỗ ngựa để chúng chạy vào rừng. Lên đường thôi, nàng nói. Trước cửa thành, các lính canh cẩn thận quan sát đồng bằng, không bỏ sót bất kỳ điểm nghi ngờ nào. Trong phòng, triệu thế minh sốt ruột đi qua lại, nhìn về phía nam từ ngồi im lặng ở trung tâm, vội vàng nói. Tổng binh đại nhân, sao hòa tướng quân vẫn chưa đến? Ngài phải nghĩ cách đi. Lý Khương Tổng binh thành nhuận đô, vừa qua tuổi 40, thân hình cao lớn, bên miệng để dâu ria tạo nên vẻ cương nghị. Hắn vỗ bàn, không vui nói. Đừng loạn, ta đã nói rồi, hòa tướng quân nhất định sẽ đến giúp nhuận đô. Triệu thế minh bị dọa giật mình, bất mãn nhưng không dám nói gì nhuận đô có giữ được hay không đều phụ thuộc vào vị đại nhân này. Đã hơn 20 ngày trôi qua, từ Hoa Nguyên đến nhuận đô chỉ 4, 5 ngày, nhưng họ không thể ra khỏi thành để thám thính tình hình, cũng không có tin tức gì, thật khó yên tâm. Trong phòng còn có một số người khác, bầu không khí ngột ngạt. Lúc này, có người gõ cửa, rèm được vén lên, một nữ tử trẻ tuổi bước vào. Đó là một mỹ nhân chính hiệu, với gương mặt trứng ngỗng, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng như sao dù trong tình thế căng thẳng nàng vẫn mặc áo lụa mỏng màu hồng nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng nàng đặt bát lưu ly lên bàn cảnh triệu thế minh triệu đại nhân đừng nóng giận ăn chút nho này chỉ có chút này ngài phải tiết kiệm triệu thế minh không thể không nhận miễn cưỡng cười cảm ơn khởi la cô nương khởi la là tiểu thiếp yêu thích của lý khuông luôn đi theo hắn nàng trẻ đẹp thông minh lanh lợi như một bông hoa kiều diễm mà ai cũng muốn có Tuy nhiên, trong thời điểm chiến loạn, vẻ đẹp của nàng cũng không còn làm người khác rung động như trước. Khởi là đứng sau lưng Lý Khuông, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn. Lực đạo vừa đủ, giúp giảm bớt mệt mỏi sau nhiều ngày căng thẳng. Lý Khuông uống một ngụm trà, nói. Hòa tướng quân chưa đến, chúng ta tiếp tục giữ cửa thành. Triệu Thế Minh không đáp, một người khác lên tiếng, là trường thương hội thành nhuận đô. Lý Đại Nhân, giữ cũng phải có thời gian hiện trong thành lương thực không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục, hòa tướng quân chưa đến, dân chúng trong thành sẽ chết đói. Có người mở lời, những người khác cũng theo. Đúng vậy, chúng ta không bị quân ô thác giết, nhưng bị chết đói trong thành thì sao? Lý đại nhân chắc chắn hòa tướng quân sẽ đến, nếu không thì sao, đã hơn 20 ngày, có thể phi hồng tướng quân đã gặp chuyện gì rồi. Tiếng nói ồn ào khiến Lý Khuông đập bàn, trà trong chén tràn ra. Phòng dần im lặng. Vương trưởng quỹ nói vậy, có cao kiến gì không? Hắn nhìn chằm chằm trường thương hội, ánh mắt sắc bén. Vương trưởng quỹ dùng mình, không nói gì. Họ biết tình hình trong thành khó khăn, nhưng không có biện pháp nào tốt hơn. Chẳng lẽ xông ra đối đầu với quân ô thác sao? Với nhân lực hiện tại, họ không đủ sức. Quân ô thác có 10 vạn người, nhuận đô chỉ có 3 vạn binh lính. Dù sao nhuận đô chỉ là một thành nhỏ. Lý Đại Nhân, giữ thành mãi không phải cách, ngài cũng thấy, quân ô thác liên tục thăm dò, sớm muộn sẽ tấn công tổng lực. Những cuộc tấn công nhỏ chúng ta có thể giữ, nhưng đối mặt với 10 vạn quân ô thác, làm sao có thể giữ nổi. Một lão già tóc bạc lên tiếng. Lý Khuông cắn răng. Những tình huống này, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ngay từ đầu hắn biết rằng nhuận đô chỉ có thể cầm chân quân ô thác, đợi viện quân đến. Hòa Như Phi là cố nhân của hắn, dù không thân thiết, nhưng trong trận chiến chống Tây Khương, hắn biết Hòa Như Phi là người dũng cảm, không sợ hãi. Hắn đã cầu viện, Hòa Như Phi chắc chắn sẽ đến. Nếu không có tin tức trong thời gian dài, có thể Hòa Như Phi cũng gặp rắc rối. Nhưng Nhuận Đô không thể cầu viện nơi khác, Kim Lăng không có tướng quân, chỉ có quân nội thành, không thể rời đi. Tiêu Hoài cần ở xa Lương Châu, nước xa không cứu được lửa gần. Trong lòng, Lý Khuông tâm hận gian thần đoạt quyền, nếu không có, Tiêu Hoài cần mang Nam Phủ binh đến, chắc chắn có thể đánh bại quân ô thác, không dám bước vào đất đại ngụy. Đang trầm tư, Triệu Thế Minh đột nhiên lên tiếng. Lý Đại Nhân, còn nhớ phi hồng tướng quân từng đào một đường hầm bí mật thông ra ngoài thành. Mọi người nhìn Triệu Thế Minh, nhớ lại chuyện cũ. Năm đó, quân Tây Khương tàn sát dân ngoài thành Nhuận Đô, phi hồng tướng quân lệnh đào hầm, bí mật dẫn dân vào thành, cứu sống nhiều người. Những dân chúng ấy mang ơn hòa như phi vì tưởng mình đã bị bỏ rơi. Người muốn nói gì? Lý Khuông hỏi. Triệu Thế Minh thở dài, cúi đầu hành lễ. Đến bước đường cùng, Triệu Mỗ tuổi đã cao, làm huyện lệnh nhuận đô, không rời đi, sống chết cùng dân chúng. Nhưng, Tôn Nhi của Triệu Mỗ mới 3 tuổi, mong Lý Đại Nhân cho phép gia đình mang Tôn Nhi rời đi. Mọi người chấn động. Ngay sau đó, nhiều người cũng cầu xin. Cầu Lý Đại Nhân cho mẫu thân mang vợ con rời đi. Cầu Lý Đại Nhân. Họ đã quyết tử chiến, nhưng lo lắng cho an nguy của người nhà nhiều người cầu xin lý khôn cho vợ con một cơ hội sống sót khởi la nhìn triệu thế minh liếc mắt một cái triệu thế minh cả giận hoang đường mọi người đều muốn mang người nhà ra ngoài dân chúng bắt trước thành này sẽ trống không đây là làm dao động quân tâm lời nói cuối cùng sắc bén làm mọi người im bặt khởi la lui sang một bên không dám lên tiếng hoàn toàn yên tĩnh đột nhiên có người báo đại nhân địa đạo có người vào cái gì? Lý Khuông đứng lên, nghĩ đến Hòa Như Phi. Là Phi Hồng tướng quân, không phải là Võ An Lang Hòa Yến." Một vệ binh nói. Màn cửa lại vén lên, một thiếu niên mặc hồng y bước vào. Thiếu niên này không lớn, khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như đá quý. Hắn cười, chắp tay với Lý Khuông. "Gặp qua Lý đại nhân." Lý Khuông nhíu mày. "Ngươi là ai?" Hòa Yến chỉ vào y phục Lấy từ tay áo ra ấn tín, vứt cho Lý Khuông Tài hạ Hòa Yến Ấn tín thật, y phục cũng đúng Lý Khuông nghi ngờ, nhưng khởi la khẽ nói Võ An Lang là người cùng tiêu đô đốc ở Tế Dương Thành Hỏa thiêu canh đào, đại bại quân ô thác Được bẻ hạ phong Võ An Lang Nói Võ An Lang không ai biết Nhưng nói hỏa thiêu canh đào Tế Dương, ai cũng biết Mọi người ngạc nhiên nhìn Hòa Yến Nhớ đến người được phong quan cùng tiêu giác Không ngờ lại là thiếu niên này niên kỳ quá nhỏ, giả mạo chăng? Mọi người nghi ngờ, nhưng Lý Khuông yên tâm hơn, nếu là quân ô thác, không đáng tìm thiếu niên làm gì. Hắn hỏi, Ngươi biết địa đạo Tế Dương thế nào? Ta không biết, đồ đốc nói cho ta biết. Tiêu hoài cần, Lý Khuông nghĩ, tiêu hoài cần có thể tra ra địa đạo không khó. Nhưng, tiêu đồ đốc bảo ngươi đến sao? Tiêu đồ đốc sẽ giúp nhuận đồ, ngươi mang bao nhiêu binh mã? Hỏa Yến nhìn Lý Khuông, người đã giữ thành nhiều ngày, mắt đỏ ngầu tiều tụy sau nhiều năm không gặp hắn già đi nhiều đối diện ánh mắt chờ đợi hỏa yến lắc đầu ta tự đến không mang binh má ngoài thành không có nam phủ binh cả phòng vui mừng bị dập tắt lý khôn hỏi ngươi đùa sao hỏa yến tu lại ân tín ta là võ an lang được bệ hạ phong có chiến sự khẩn cấp có thể không nghe đô đốc chỉ huy lý khôn cảm thấy thiếu niên này khó hiểu ban đầu hắn nghĩ hỏa yến nghe tiêu giác chỉ huy giờ lại tự quyết ngươi đến nhuận đô làm gì du ngoạn sao tha thứ ta không hiểu nổi hòa yến cười ta đến giúp ngươi ngươi một mình chúng ta lời vừa dứt bên ngoài có tiếng người đúng còn có chúng ta dựa vào cái gì xem thường người màn cửa mở khởi la che miệng thấy một nhóm người tiến vào cao thấp mập ốm đủ loại người ngoài hòa yến tổng cộng sáu người một người mặt sẹo bước lên nói bọn ta trèo non lội suối, ngàn dặm đến đây, không phải nghe các ngươi nói nhảm. Lương Châu vệ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyên giúp các ngươi đánh quân ô thác. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không, lão tử đánh các ngươi cùng quân ô thác. Lý Khuông tức giận tái mặt, đây là thổ phỉ, không có quân kỳ. Nhưng có người tuấn lãng hơn, chắp tay cười nói. Lương Châu về ở lâu, nói chuyện thô bỉ, mong chư vị đại nhân tha thứ nhưng Lý Đại Nhân không cần lo lắng, bảy huynh đệ chúng ta ở đây sẽ không kéo nhuận đô chân sau. Chúng ta đã giao chiến với quân ô thác hai lần, có kinh nghiệm đánh bại chúng. Hỏa Yến nhìn Giang Giao, thầm nghĩ, không hổ là thiếu đông gia võ quán sóc kinh, khi cần vẫn có thể diễn tốt. Lý Khuông im lặng, nhưng Triệu Thế Minh tiến lên, nắm tay Giang Giao, nước mắt nói. Thật tốt, nhuận đô cần những anh hùng như các người. Bây giờ thêm một người đánh quân ô thác, nhuận đô có thể chống đỡ thêm một khắc, chờ đến phi hùng tướng quân viện quân. Họ nói đã giao chiến và thắng quân ô thác hai lần, loại quân sư này quả thật là cứu tinh trong lúc khó khăn. Trong lúc nhất thời, Triệu Thế Minh không quan tâm sắc mặt Lý Khuông, chỉ thân thiện nói. Anh hùng nguyện ý không ngại nguy hiểm đến nhuận đô, thật cao cả. Đáng tiếc nhuận đô bốn bề thọ địch, không thể báo đáp. Hắn nhìn thấy bát nho trên bàn, bưng lên. Đây là đặc sản nhuận đô, chư vị nếm thử giang giao đưa nho cho tiểu mạch hắn vui vẻ ăn giờ này không chỉ nho lương thực cũng không còn nhiều mọi người thấy tiểu mạch ăn đều nuốt nước bọt hỏa yến nhìn lý khuông ta có vài lời muốn nói với lý đại nhân lý khuông nhìn hỏa yến không hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này nhưng không tìm ra lỗi bèn nói ngươi đi theo ta hỏa yến theo lý khuông vào thư phòng còn lại ở ngoài vào phòng lý khuông ngồi xuống nói Nơi này không có ai khác, Võ An Lang có gì nói thẳng. Hỏa Yến biết lý không còn nghi ngờ, cũng không trách, nếu đổi lại nàng, đột nhiên có nhóm người nói đến giúp, cũng sẽ nghi ngờ. Hỏa Yến lấy ra một cuộn giấy, trên đường từ Lương Châu về đến Nguyện Đô, ta nhớ lại các trận chiến với quân Ô Thác, ghi chép lại đặc điểm của họ. Hai lần giao chiến, một lần ở Lương Châu vệ, một lần ở Tế Dương, trên đất liền và thủy chiến đều có đặc điểm riêng điều này có thể giúp ích cho Lý Đại Nhân. Lý Khuông bán tín bán nghi, mở ra, sắc mặt thay đổi, trở nên kích động. Hắn nhận ra những ghi chép này rất chi tiết và chân thực. Một vài điều trùng khớp với kinh nghiệm của hắn khi giao chiến với quân ô thác. Hắn cũng đã viết, nhưng không rõ ràng như cuộn giấy này. Điều này do hắn không giao chiến nhiều như hỏa yến, và năng lực của hắn cũng không xuất chúng bằng. Nhìn cuộn giấy, hắn nhớ đến hòa như phi. Hòa Như Phi cũng có khả năng tổng kết chiến sự tinh chuẩn. Hắn biết cuộn giấy này rất quý, nhìn Hòa Yến với ánh mắt hòa hoãn hơn, hỏi. Đây đều là ngươi viết, là ta cùng các huynh đệ viết. Hòa Yến không nhận hết công lao về mình. Mỗi người có sở trường riêng, một người không thấy, người khác chú ý, tránh được sai sót lớn nhất. Lý Khuông gật đầu. Cảm ơn ngươi. Hòa Yến nhìn hắn. Lý Đại Nhân, tha thứ ta nhiều lời, ngài tính sao? cứ giữ cửa thành chờ phi hồng tướng quân viện binh, nếu phi hồng tướng quân không đến, làm gì? Hỏa Yến không phải người đầu tiên hỏi câu này, cũng không phải cuối cùng. Lý Khuông thở dài. Ngoài cách đó, chúng ta còn cách nào? Binh mã trong thành không nhiều, từ chiến đến cùng thống khoái, nhưng khi thành phá, dân chúng sẽ chết dưới đao quân ô thác. Nhuận đô chỉ là tuyến đầu, sau đó là kim lăng, rồi hướng bắc. Bệ hạ muốn chúng ta thể sống chết giữ nhuận đô, chúng ta không thể rời đi hắn chợt nhớ ra điều gì nhìn hỏa yến hòa huynh đệ ngươi từ ngoài thành vào có một cách khác hỏa yến đoán được hắn muốn nói gì cười lý đại nhân muốn ta ra khỏi thành đi hoa nguyên cầu cứu phi hồng tướng quân chúng ta đã phái ba nhóm đều mất tích hòa huynh đệ theo tiêu đô đốc có thể sống sót từ trận tế dương nghĩ rằng thân thủ không tầm thường nếu tìm được phi hồng tướng quân có lẽ nhuận đô còn cơ hội chẳng lẽ lý đại nhân nghĩ người trước đó đi tìm phi hồng tướng quân trên đường bị ngăn lại, gặp chuyện ngoài ý muốn. Lý khôn sướng sờ. Ý ngươi là gì? Ta ý là, ba nhóm người, không đến Hoa Nguyên đã bị diệt, khả năng rất nhỏ, không có tin tức, chỉ sợ phi hồng tướng quân cũng gặp rắc rối. Tất cả vây ở nhuận đô, không biết tình hình bên ngoài, chờ đợi, sẽ hại dân chúng. Hỏa Yến không nói rõ, vì nàng biết rõ, có thể nhóm người phái đi gặp Hòa như phi, bị diệt khẩu, Lý Khuông từng làm việc với Phi Hồng Tướng quân, hòa như phi muốn diệt Lý Khuông, sao lại cứu viện? Dù gần trong gang tấc, nhưng Lý Khuông tin Phi Hồng Tướng quân sẽ đến cứu viện, chờ đợi vô ích. Các ngươi đến trên đường, có nghe tin Phi Hồng Tướng quân? Lý Khuông không cam tâm. Hỏa Yến lắc đầu. Lý Khuông gục đầu, thở dài. Kế sách hiện nay, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu? Hỏa Yến hỏi. Lý Đại Nhân chỉ cầu viện phi hồng tướng quân, cũng có những người khác, nhưng cách nhuận đô xa, khó chống lâu. Hỏa Yến suy nghĩ. Lý Đại Nhân có nghĩ, giữ không bằng tấn công, không bằng chủ động xuất kích. Lý Khuông. Ý nghĩ hoang đường. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Không phải ý nghĩ hoang đường, mà là tùy cơ ứng biến, biến thủ thành công. Trường 172, Mượn Tên. Trên đường phú cũng không có nhiều người, quân ô thác đóng quân bên ngoài thành khiến dân chúng trong thành không thể an giấc. Các hàng quán bên đường đã đóng cửa từ lâu, con đường trở nên lạnh lẽo, hoang vu và đáng thương. Các cửa hàng gạo đã đóng cửa từ nhiều tháng trước, thỉnh thoảng thấy cảnh người dân dẫn theo trẻ nhỏ đi đào rau dại trong đất để ăn. Nhưng sau nhiều tháng không thể ra ngoài, rau dại cũng đã hết. Nếu thấy một con chuột, người ta còn vui mừng coi như thức ăn. Mặc dù ai cũng lo lắng về việc quân ô thác có thể tấn công vào bất kỳ lúc nào, nhưng cơn đói đã lan tràn đến từng ngóc ngách trong thành. Khi ăn hết hạt gạo cuối cùng, dù quân ô thác không tấn công, trong thành cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Trên con đường vắng vẻ, có một nam một nữ từ từ tiến đến. Cả hai đều có dung mạo đẹp đẽ, nam từ mặc trường bao màu tràm, tuấn tú ôn nhu, nữ tử quyến rũ động lòng người. Ứng hương lấy từ bao quần áo ra một khối lương khô đưa cho sở chiêu. Tứ công tử, các cửa hàng đều đã đóng cửa, ngài ăn tạm chút lương khô này khối lương khô này là do đám vệ binh lương châu vệ để lại. Mặc dù đã trở nên cứng, nhưng trong hoàn cảnh không có thức ăn, cũng chỉ có thể chấp nhận. Sở chiêu nhận lấy, định ăn thì thấy một tiểu cô nương đứng dưới tảng cây. Bé khoảng 5, 6 tuổi, mặt bẩn, quần áo rách dưới, chân trần. Không biết là con nhà ai, đôi mắt chăm chăm nhìn khối lương khô trong tay hắn mà không nói lời nào. Sở chiêu cười, tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống, đưa khối lương khô cho bé. Tiểu cô nương sừng sốt một chút, nhìn quanh rồi nhanh chóng cướp lấy lương khô, ôm vào lòng và chạy đi, biến mất ở cuối con đường vắng vẻ. Sở chiêu đứng dậy, ứng hương nói. Tứ công tử, không sao. Hắn lắc đầu. Nguyện đô không trụ được lâu. Ứng hương lo lắng, hai người từ lương châu vệ đi sóc kinh, vừa đến nguyện đô, quân ô thác cũng đến. Lý khuôn lệnh đóng cửa thành, họ bị mắc kẹt ở đây. Chúng ta phải rời khỏi nguyện đô nhanh chóng ứng hương nói nhỏ. Quân ô thác thử công thành liên tiếp, có thể tổng tiến công sắp đến. Khi thành phá, chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Quân ô thác tàn nhẫn, dù sở chiêu có thể thoát, nàng là nữ tử xinh đẹp, luôn gặp phải kết cục bi thảm trong loạn thế. Ứng hương không khỏi dùng mình. Sở chiêu dường như nhận ra sự lo lắng của nàng, nói. Chúng ta sẽ rời đi ngày mai. Ứng hương yên lòng, cảm kích nói. Đa tạ tứ công tử, trước đó cần gặp Lý Khuông. Sở chiêu cười. Không có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta khó ra khỏi thành. Ứng hương gật đầu, dù cửa thành bị phong tỏa, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng thoát thân của họ. Trong mỗi thành chỉ đều có mật đảo, cao quan và người quan trọng sẽ được đưa ra ngoài trong thời điểm then chốt. Trong phòng, Lý Khuông và các binh sĩ nghe lời hỏa yến với nhiều hoài nghi. Đánh lén, quá mạo hiểm. Một binh sĩ phản đối. Đúng vậy, rõ ràng là chịu chết, dù chúng ta không sợ chết, nhưng không thể làm biếng ngắm như vậy." Một người khác đồng tình. Lý Khuông nhìn Hỏa Yến, thiếu niên này nói có tính toán, không biết có ý đồ gì. Các binh lính phó thủ trong phòng đều lắng nghe. Đợi mọi người yên tĩnh lại, Hỏa Yến mới nói: "Ta biết chư vị không tin ta, nhưng ta đã hỏi lý đại nhân, trong 10 ngày qua, quân Ô Thác đã tấn công thành năm lần vào ban đêm, nhưng đều từ bỏ, giống như tham dò. Ba ngày gần đây, quân ô thác không có động tĩnh dựa trên kinh nghiệm của ta khi quân ô thác yên tĩnh như vậy không phải là chuyện tốt họ có thể đang chuẩn bị tổng tiến công họ đã thăm dò tình hình nội thành binh mã trong thành cũng đã bị tiêu hao sĩ khí và thể lực giảm sút nếu họ tổng tiến công cửa thành sẽ phá ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy ngươi đang nguyền rủa chúng ta sao một phó binh giận dữ nói nói thật mà cũng bị coi là nguyền rủa sao ngươi nghe kỹ lời ta nói Vương bá châm chọc. Nói thành vững như thạch, thành phá là không thể, đời này không thể. Ngươi tin không, ngươi hỏi bất cứ ai trên đường phố, xem họ tin không. Nhuận đô thủ thành không thể dựa vào lừa mình dối người, ta chưa thấy chuyện buồn cười như vậy. Vương bá tức giận, mắng người kia không nói được lời nào. Không khí trở nên căng thẳng. Hoàng Hùng nhìn Lý Khuông. Lý Đại Nhân, hòa huynh đệ không đơn giản, rất tinh thông binh pháp. Ở Lương Châu Vệ, trừ tiêu đô đốc, hắn là người lợi hại nhất. Hắn ca ngợi Hòa Yến. Hắn nói có thể đánh lén, chắc chắn có biện pháp. Chư vì sao không nghe thử hắn nói gì, hòa hòa khí khí thương nghị. Hoàng Hùng nói rất hòa khí, cũng thành thục, nhưng khi vút ve thanh bảo đao bên hông, làm người ta không rét mà run. Có người nói, Hòa Đại Nhân, không phải chúng ta không muốn đánh lén. Nhưng binh mã thiếu, nếu đi đánh lén, có đi không về, binh sĩ thủ thành càng ít. Hiện tại, quân ô thác canh chừng rất chặt, còn chưa ra khỏi thành đã bị bắn thành cái sàng, làm sao trà trộn vào ban đêm. Mũi tên. Hỏa Yến hỏi. Quân ô thác có nhiều mũi tên không? Rất nhiều. Người kia trả lời. Ban đầu, chúng ta chiến đấu ở cửa thành, về sau mũi tên thiếu, họ vẫn còn nhiều. Có người từng ý đồ đâm giết chủ tướng, nhưng chưa ra khỏi thành đã bị bắn chết. Đầu hắn bị treo ngoài thành diễu cợt. Nói đến đây, mọi người đều tức giận. Dạng này khiêu khích, thật khó mà chịu đựng. Ý ngươi là, chúng ta thiếu mũi tên, họ có nhiều mũi tên. Hỏa Yến hỏi. Đối phương gật đầu. Hỏa Yến nhìn Lý Khuông. Nếu chúng ta đánh lén, dẫn quân ô thác đến cửa thành, mai phục cung tiễn thủ trên thành lầu, có thể giết bao nhiêu quân ô thác? Mấy ngàn đến một vạn. Lý Khuông trả lời. Nhưng chúng ta không có nhiều mũi tên. Chúng ta có. Mọi người ngạc nhiên. Để quân ô thác đúc mũi tên cho chúng ta. Thiếu niên cười, đôi mắt sáng ngời làm lý khuôn nhớ đến một người khác năm đó dưới mặt nạ hắn không thấy mặt chỉ nhớ gặp mắt giống đôi mắt này tự tin tỉnh táo dù tình huống ác liệt vẫn có thể tạo kỳ tích có hắn quân tâm ổn định không bao giờ bỏ cuộc ngươi muốn làm thế nào hắn hỏi ta cần triệu tập công tượng và phụ nhân trong thành chế tác người dơm đêm khuya đồng bằng bên ngoài cửa thành yên tĩnh với hàng ngàn doanh trướng đứng sừng sững binh lính tuần tra quanh doanh trải. Hốt nhã đặc thủ lĩnh quân ô thác, đang rót rượu vào chén. Mùi rượu thơm ngào ngạt, hắn uống một bát, vỗ bụng, chập lưỡi. Đây là rượu nho của người nhuận đô, không khác gì nước ngọt, chỉ có phụ nữ mới thích. Người đại ngụy thích uống cái này, không là khi họ yếu đuối, dễ chém nát. Thân tín nịnh nọt. Đúng, rượu đại ngụy không thể so với rượu mạnh của ô thác. Hốt nhã đặc cười lớn, nói đi bắt vài nữ tù binh đến. Quân Ô Thác đã càn quét các thôn trang xung quanh, bắt giữ nữ tử, giết hết những người còn lại, kể cả trẻ em. Rượu nho này cũng từ các trang viên mà cướp đoạt, những bách tính tay trói gà không chặt, dễ dàng bị diệt toàn bộ. Quân Ô Thác ngưỡng mộ người Đại Ngụy có lụa là, Đồ sứ tinh xảo, đất rộng, nhà cao đẹp. Họ sống trong sa mạc, thảo nguyên, chỉ có tiếng gió vun vút. Họ xem thường người Đại Ngụy yếu đuối, nhát gan không tự vệ. Người đại ngụy giữ gìn. Nền chính trị nhân từ. Chờ người khác đến, một miếng thịt không người bảo vệ, tất nhiên thu hút ánh mắt tham lam. quân ô thác đã nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng không chịu nổi. Chúng ta đợi một tháng, hòa như phi không đến, như quốc chủ nói, hòa như phi sẽ không đến. Thân tín nói, hốt nhã đặc cười. Tốt lắm. Đại ngụy trọng văn khinh võ, chỉ có phi hùng tướng quân và phong vân tướng quân là đáng sợ. Mã khách ngu ngốc, tự nhận việc chiếm tế dương, đụng phải tiêu hoài cần, toàn quân ô thác bị tiêu diệt. Nhưng hắn không phải mã khách, đã chọn nhuận Đô, chắc chắn có cơ hội thắng. Người đại ngụy nói gì, cách nạn hồng trần vội vàng như lửa, làm hiên xanh trướng lạnh như băng. Bây giờ chúng ta là bàng quan, phi hồng tướng quân dù mạnh, cũng có nhược điểm, dùng quyền lực, mỹ nhân, không gì hơn cái này. Đôi khi ta không hiểu người đại ngụy. Hốt nhã đặc thực sự hoang mang. Sao họ luôn tự giết nhau? Tiêu Hoài Cần và Hòa Như Phi nếu ở ô thác, quốc chủ sẽ yêu đái, họ sẽ thành thanh kiếm sắc nhất. Có họ, thiên hạ sẽ trong túi. Nhưng người đại ngụy lại không thể chịu nổi tướng giỏi, một khi có người nổi lên, liền dẫm vào bùn. Dạng này vừa vặn, nếu Tiêu Hoài Cần và Hòa Như Phi không có kẽ hở, đối với ô thác, coi như đại nạn. Thân tín cũng nói. Đúng, quốc chủ nhiều năm chủ tính, để đám lửa này càng đốt càng lớn. Giờ không cần chúng ta, họ tự đánh nhau. Trong chướng truyền đến tiếng cười, lúc này, mấy nữ tử đại ngụy bị dẫn đến. Họ run rẩy, tuổi trẻ, có phần xinh đẹp. Hốt nhã đặc tàn bạo, đã trà đạp đến chết nhiều nữ tử. Hắn cười dữ tợn, nắm lấy một nữ tử, nhưng chợt nghe tiếng kèn lệnh ngoài chướng. Mọi người ngạc nhiên. Có chuyện gì, có người ra khỏi thành. Doanh chướng lập tức đại loạn, hốt nhã đặc đầy nữ từ ra bước ra ngoài một binh sĩ ô thác báo tướng quân có người từ cửa thành đến cái gì hốt nhã đặc chấn động người nhuận đô nhát như chuột chỉ dám trốn trong thành trước đây từng ý đồ đánh lén một lần nhưng chưa xuống thành đã bị bắn chết bây giờ lại dám đến có lẽ đã đến bước đường cùng quyết định liều mạng hốt nhã đặc bước nhanh ra đồng bằng đi đi xem ngoài thành dây thường treo mấy trăm người từng người từ trên thành xuống. Xa xa nhìn lại, có vẻ rất nhiều người. Họ điên rồi sao? Một binh sĩ ô tháp nói. Đây không phải tìm cái chết sao? Ô thác trong nước có lửng, nhát như chuột, gặp thợ săn không chạy, còn hướng thợ săn lao vào. Ta xem người nhuận đô như vậy, đã sợ vỡ mật. Cơ hội săn mồi, há có thể bỏ qua. Hốt nhã đặc đắc ý, chưa đánh trận đã dọa người nhuận đô sợ vỡ mật, chứng tỏ quân ô thác mạnh. Lệnh cung tiến thủ chuẩn bị luyện bắn chính xác, luyện mũi tên, bia ngắm tốt như vậy, không nhiều. Quân ô thác cung tiễn thủ chuẩn bị. Mũi tên hướng thành lâu bắn tới, chẳng bao lâu, những người kia bị bắn thành con nhím, người chúng nhiều mũi tên. Người nhuận đô thu dây thừng, đổi người mới. Hốt nhã đặc vui mừng. Ta xem họ thật điên, bọn họ gọi là cái dũng của thất phu. Thân tín nói. Cái dũng của thất phu, ta xem là thất phu chi ngu xuẩn. Hốt nhã đặc cười, ra lệnh cùng tiến thủ tiếp theo chuẩn bị trên cổng thành dây thường liên tục được treo lên từng người dơ mặc áo đen cắm đầy mũi tên được kéo lên nhưng nhìn kỹ đó đều là người dơm, mặc áo đen giống người thật tiểu mạch hương phấn thật nhiều mũi tên a à hoặc ca à, chúng ta phát tài phát tài gì những cái này không phải bạc không thể ăn vương bá nói lý khuôn kích động mắt dương dương không có mũi tên Họ bị quân ô thác áp đảo, ban ngày không dám ló đầu ra thành, lính tuần tra trên thành mỗi ngày bị bắn chết một hai người, không đủ cung tiễn trả đòn. Bây giờ có mũi tên. Người dơm mặc áo đen, cắm đầy mũi tên, hỏa yến lại thả người dơm xuống, trước khi quân ô thác phát hiện, họ thu được không ít mũi tên. Đây là kỳ tích, làm ăn không vốn. Ban ngày, hỏa yến lệnh lý khung triệu tập công tượng và phụ nhân, chế tạo người dơm. Dân chúng nghe vì chống quân ô thác ai cũng tham gia, chỉ một ngày đã chế xong nhiều người dơm. Hỏa Yến lệnh Lý Khung mượn trang phục màu đen, mặc cho người dơm. Lúc đầu, Lý Khung nửa tin nửa ngờ, quân ô thác có mốc vậy sao? Họ thật sự đưa mũi tên. Lúc này một màn đã xác nhận nghi vấn, quân ô thác ngốc thật. Hắn nhìn thiếu niên trên thành lầu, trong lòng kính nể, mặc kệ tương lai nhuận đô, chỉ ít tối nay mượn tên, có thể chống thêm thời gian. Lý Khung đi đến Hỏa Yến hòa huynh thần cơ diệu toán lý mỗ mặc cảm hòa yến cười chỉ là may mắn thôi quân ô thác tự cao tự đại tưởng nắm chắc tình thế nhuận đô thấy người dơm không nghĩ thâm ý khác quân ô thác nghĩ chúng ta không có gì không ngoại viện không binh khí không người ngựa chúng ta biến hóa khôn lường bất ngờ nếu thất bại thì sao thiếu niên nói thì tìm cách khác trong thiên hạ không chỉ có một con đường lý khôn im lặng cảm giác thiếu niên này như đã từng quen biết hắn lắc đầu bỏ ý nghĩ hoang đường nghĩ rằng tình hình hiện tại giống năm đó thậm chí gian nan hơn tối nay chỉ là khởi đầu hỏa yến nhìn đồng bằng xa xa ánh lửa từ doanh trướng quân ô thác không có mà bày ra có lừa gạt lừa gạt không thể lâu dễ bị phát hiện nên cuối cùng phải thực từ không sinh có là từ lừa gạt mà thực không gì không thể lấy bại địch sinh lại có bại địch vậy năm đó đọc binh thư, hỏa yến không hiểu, tìm liễu bất phong, liễu bất phong nói. Không, là giả, mục tiêu che giấu thực, muốn thành công từ không sinh có, nắm vững tâm lý đối phương, là đấu trí cao nhất. Hỏa yến giao thủ ba lần với quân ô thác, mỗi tướng lãnh đều tự cao tự đại. Có lẽ quốc gia họ tôn trọng cường đại vũ lực, cho rằng có binh mã là có tất cả, quên rằng kiêu binh thất bại. Nàng nhìn mũi tên bay tới, mỉm cười. Đổi đám tiếp theo mũi tên hướng cửa thành nhuận đô bay tới, khí thế hùng hổ. Người nhuận đô không sợ sao? Họ đổi bao nhiêu người? Một binh sĩ ô thắc hỏi. Hốt nhã đặc cũng hồ nghi, người nhuận đô, giống như tự tìm cái chết. Suốt đêm bắn tên, họ muốn lôi hết binh mã nhuận đô ra đây. Trời đã tảng sáng, suốt đêm họ bắn tên. Một tiếng chim tước bay qua, đậu trên nhánh cây, kêu lên, phá vỡ yên lặng. Hốt nhã đặc chợt nhớ ra các người bắn tên suốt đêm có nghe tiếng kêu thảm không đám người đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu quá yên tĩnh thực sự yên tĩnh bắn nhiều mũi tên người nhuận đô chết thảm nhưng không kêu thảm tại sao sợ lòng người bàng hoàng sĩ khí giảm nếu là vậy còn tốt nếu là nguyên nhân khác hắn lướt qua một chút bất an dừng tay hốt nhã đặc quát dừng bắn tên quân ô thác dừng tay chờ lệnh mũi tên ngừng lại hòa yến ngáp tiếc nuối bị phát hiện rồi lý khuông thỏa mãn suốt đêm họ thu hoạch ít nhất 10 vạn mũi tên nhanh hơn công tượng rèn đúc không phí sức tiểu binh kéo hình nộm cuối cùng lên xoa cổ tay đau hỏi hòa yến đại nhân còn cần thả người rơm xuống không thả hòa yến nói thả hết cho bọn họ thấy rõ lý khuông giật mình hòa huynh cái này há chẳng phải để người ô thác biết nội tình sau khó lửa mũi tên hòa yến cười Lý Đại Nhân, ta làm người dơm không phải để mượn tên. Đêm nay, quân ô thác sớm phát hiện, không gạt được. Khi dễ chúng ta lâu vậy, bây giờ, tức chết bọn họ. Ánh nắng đầu tiên xé mây mù, chiếu sáng thành lâu nhuận đô. Ngoài cửa thành, một bóng người treo lơ lửng, lung lay, dần rõ ràng dưới ánh mặt trời, rơi vào mắt quân ô thác. Một bộ, người dơm mặc áo đen. Làm, hốt nhã đặc giận tím mặt, Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 173, tập kích trại địch ban đêm. Nhuận đô nội thành vang tiếng reo hò, dưới cổng thành, các binh sĩ nhìn thấy mũi tên dài rác khắp nơi, lòng tràn đầy hân hoan. Mũi tên của quân ô thác sắc bén và kiên cố hơn tên đại ngụy. Việc không tốn chút sức lực mà có được hàng vạn mũi tên như vậy, không ai dám mơ đến. Mượn tên chỉ là phủ, quan trọng nhất là sau những ngày bị quân ô thác đe dọa đến mức tuyệt vọng, giờ đây, họ đã khiến quân ô thác phải chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là một đám mãng phu không biết dùng trí. Triệu Thế Minh vuốt sâu, cười ha hả. Chúng làm sao hiểu được đạo dùng mưu. Hắn nhìn thiếu niên đứng đầu, nhanh chóng chạy theo sau. Lần này nhờ có tiểu hòa đại nhân. Nhanh như vậy đã gọi là. Tiểu hòa đại nhân. Hỏa Yến mỉm cười. Nếu không có mọi người trong thành đồng lòng chế tạo nhiều người dơm như vậy, chỉ một mình ta không thể làm được. Triệu Thế Minh cảm thấy ấn tượng tốt hơn với thiếu niên này, nghĩ rằng không lạ gì tuổi trẻ đã được phong quan, không kiêu căng, không đoạt công, so với Lý Khung thì tốt hơn nhiều. Hắn hỏi, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Hỏa Yến nhìn xung quanh, thấy ánh mắt binh sĩ sáng lên, khác hẳn với cảnh âm u và tuyệt vọng nàng gặp khi mới đến nhuận đô. Giờ đây, trong mắt họ có thêm một tia hy vọng. Hy vọng luôn là thứ quý giá. Ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo với Lý Đại Nhân, nhưng có một việc cần triệu đại nhân giúp. Hòa Yến nói, triệu thế minh vui vẻ nhận lời. Tiểu Hòa Đại nhân cứ nói, ta cần trong thành tất cả thợ thủ công, giúp ta chế tạo mặt nạ, càng nhanh càng tốt. Trong phòng hội họp, Lý Khuông quay người lại, nhìn về phía hai người trước mặt. Khởi là đứng sau lưng Lý Khuông, nhìn nữ tử xinh đẹp trong phòng. Ứng hương đưa lệnh bài và sổ tay, Lý Khuông nhận và xem, rồi nói với sở chiêu. Nguyên lai like là sở tứ công tử, tên sở tứ công tử nổi tiếng hơn nhiều so với võ An Lang. Dù sao, có người cha phong lưu nổi tiếng và thầy giáo quyền khuynh triều chính, bản thân lại tuấn Mỹ ôn nhu, khó ai không biết. Lý Đại Nhân, công tử nhà ta bị kẹt ở nhuận đô khi trở về Sóc Kinh, giờ tình hình nhuận đô thế này. Tướng gia có mệnh, có thể hay không mời Lý Đại Nhân hộ tống công tử ra khỏi thành. Khởi la thờ phào nhẹ nhõm, nữ tử này đẹp như vậy, nếu lưu lại nhuận đô, thật không yên tâm nếu lý khuông coi trọng nàng đưa nàng nạp làm thiếp thì sao vị trí tiểu thiếp được sủng ái nhất của nàng sẽ không giữ được lý khuông nhìn sở chiêu nói cũng không khó dù lòng có bất mãn hắn cũng không thể không nể mặt từ kính phủ hắn nghĩ đến hỏa yến người vì lo lắng cho nhuận đô mà không ngại xa xôi đến trong khi sở tử lan chỉ muốn rời đi sớm ngày nhưng hắn không thể ép buộc người ở lại phi hồng tướng quân từng đào đường hầm để cứu dân giờ lại dùng để đưa những công tử thiếu ra ra ngoài. Oán giận bị ép vào lòng, Lý Khôn cười, có chút nịnh nọt. Sở tứ công tử ra khỏi thành, đi ngang qua Kim Lăng hoặc thành khác, có thể thay nhuận đô cầu viện. Đương nhiên, sở chiêu mỉm cười. Ta và tiểu tì an toàn ra khỏi thành, sẽ nghĩ cách cầu viện cho nhuận đô. Đa tả, Lý Khôn bực bội, lối thoát sinh tử của đại ngụy bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quần ô thác nhìn ra hoàng thất mục nát, mới thừa nước đục thả câu. Đang nói chuyện, có người đến, nói. Lý Đại Nhân, sau hôm nay, ta dự định. Hỏa Yến im bặt, nhìn Sở Chiêu, kinh ngạc. Sở Huynh, Hòa Huynh. Sở Chiêu cũng ngạc nhiên. Ngươi sao ở đây? Hỏa Yến không ngờ gặp Sở Chiêu ở Nhuận Đô, chỉ nói. Ta, đến viện quân, làm sao? Lý Khuông cũng sừng sốt. Hai người quen biết, Sở Tứ Công Tử từng ở Lương Châu về một thời gian, hỏa yến hỏi sở huynh sao ngươi ở đây ta và ứng hương trên đường hồi kinh đi ngang qua nhuận đô quân ô thác tấn công tạm thời bị kẹt trong thành không ngờ gặp hòa huynh sở chiêu cười cũng coi là hữu duyên không ngờ nàng và sở chiêu gặp nhau ở nhuận đô như ứng lời cùng nhau tùy hành dù có nhiều nghi vấn lúc này không phải lúc nói chuyện hòa yến nói sở huynh ta có việc cần bàn với lý đại nhân ngươi có thể chờ không không vội sở chiêu làm động tác mời hỏa yến nói với lý khuông lý đại nhân chúng ta vào trong nói lý khuông và hỏa yến vào phòng khởi la nhìn theo khom người rời đi ứng hương trần trừ tứ công tử chúng ta tạm thời không đi nhưng tướng ra ta có chủ trương sau một lát ứng hương nói tứ công tử không rời đi vì lo lắng hòa cô nương sở chiêu không trả lời nụ cười giảm đi ứng hương Ngươi nói nhiều. Ứng hương im lặng. Trong phòng, Lý Khôn quay đầu nhìn hòa Yến. Còn muốn treo người dơm. Quân ô thác mắc lừa một lần, không thể lại mắc lần nữa. Quân ô thác tuy vụng về, nhưng cũng xảo trá. Sau một lần giáo huấn, họ sẽ nghi ngờ nhiều hơn. Đến ban đêm, treo người dơm cũng không tổn thất gì, sao không thử. Nếu họ mắc lừa, thu thêm mũi tên cũng tốt. Nếu họ không mắc lừa thì sao? Vậy càng tốt. Lý Khuông lắc đầu. Hòa huynh đệ, ta không hiểu ngươi muốn làm gì. Hỏa Yến nhìn Lý Khuông, năm xưa từng chiến đấu cùng hắn. Lý Khuông nghiêm túc bảo thủ, ít khi dùng mưu kế. Hỏa Yến quay lại nhìn bản đồ trên tường. Lý Đại Nhân, nếu ngươi là quân ô thác, bị đùa nghịch một lần, hôm nay lại gặp cảnh này, ngày mai cũng vậy, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ tức giận, không mắc mưu nữa. Ngươi sẽ không bắn tên vào cổng thành. Đương nhiên, vậy rất tốt. Hỏa Yến mỉm cười. Lần thứ ba, chúng ta có thể ra khỏi thành, họ sẽ nghĩ người rơi từ cổng thành chỉ là người dơm. Lý Khuông sững sờ. Câu chuyện, sói đến, ai cũng biết, lần một, lần hai mắc lừa, lần ba dù là ngu cũng không tin. Quần ô thác cũng vậy, nhiều lần bắn tên vào người dơm, rồi không tin nữa. Lần cuối cùng, người dơm sẽ là binh sĩ nhuận đô, tiềm nhập doanh trại địch. Lý Khuông hiểu ý hỏa yến, nhưng còn băn khoăn. Ý người là, muốn người ra khỏi thành. Lý Đại Nhân, ta đã nói, thủ không bằng công. Nếu tiếp tục thủ, quân Ô Thác sẽ tấn công. Mượn tên hôm qua đã chọc giận họ, lúc này là cơ hội tốt. Chờ họ tĩnh dưỡng, lại tấn công, nhuận đô không đủ binh mã chống đỡ. Lý Khuông lo lắng, ta biết, nhưng dù thừa dịp đêm đánh lén, nhân mã không đủ. Không phải tiêu diệt hết quân Ô Thác, điều đó không thể. Chúng ta cần đốt lương thảo, phá sĩ khí. Không có lương thảo, quân Ô Thác sẽ rối loạn quân tâm bất ổn. Đợi lúc đó, Lý Đại Nhân hướng Kim Lăng cầu viện. Kim Lăng, Lý Đại Nhân, đừng đặt hy vọng vào người không đáng tin. Phi Hồng tướng quân không đến, nếu đến đã đến. Nhuận Đô muốn giữ vững, phải tìm cách khác. Dù tín nhiệm hòa như Phi, mấy vạn dân Nhuận Đô cũng không đáng đổi lấy niềm tin của ngươi. Thiếu niên ánh mắt kiên định, ngữ khí không thể nghi ngờ, Lý Khuông dao động. Sau một lúc lâu, hắn nhìn Hỏa Yến. Nói thì dễ, dù thừa dịp đêm đánh lén, ngươi làm sao đốt lương thảo. Quân ô thác đông đảo, canh giữ lương thảo, chưa tới gần đã bị phát hiện. 500 tinh binh, cái gì, ta cần 500 tinh binh. Thiếu niên nói. Lý đại nhân rõ nhất, tiên phong doanh ý nghĩa thế nào. Ta dẫn đầu, 500 tiên phong doanh, nhất định thiêu hủy lương thảo. Dù chết trên chiến trường, cũng không phí công, mong lý đại nhân giữ thành, không lãng phí hy sinh. Nếu có thể mang đầu hốt nhã đặc về, càng tốt. Từ ngày người dơ mượn tên, ba ngày sau, mỗi đêm, nhuận đô thả xuống mấy chục sợi dây thừng, mang theo người rơi xuống đất, thay đổi nhóm. Người khác, ban đầu, quân ô thác còn bắn tên, càng về sau, không mắc lừa nữa, chỉ bắn vài mũi tên. Tất cả thợ thủ công trong thành làm mặt nạ suốt đêm. Vương bá kéo xe bò đến, cùng mọi người dỡ hết dương ra, nói với Hỏa Yến. Toàn bộ ở đây. Dưới ánh mắt mọi người, Hỏa Yến đi lên, mở nắp dương trong dương đầy mặt nạ triệu thế minh nhặt lên một chiếc thấy mặt nạ xanh nanh vàng mắt chuông đồng rất đáng sợ không khỏi ôi chao một tiếng buông tay mặt nạ rơi vào dương hắn lẩm bẩm quá dọa người a à hoặc ca à, chúng ta phải mang những cái này đánh quân ô thác sao tiểu mạch khẩn trương hỏi những cái này là mặt nạ ác quỷ đáng sợ quá hỏa yến cười thật đáng sợ sao ta không thấy vậy tại tế dương, một mặt nạ. Ly hoang. Khiến lăng tú bọn họ tránh không kịp, nếu thấy những cái này, chắc chắn dọa họ chết khiếp. Khi triệu thế minh đưa thợ thủ công làm mặt nạ, hòa yến chỉ yêu cầu càng quỷ dị càng tốt, như tiểu quỷ trong thập bát tầng địa ngục, giữ tợn xấu xí. Nàng thấy những cái này, xấu xí thật, nhưng không đến mức đáng sợ, vì trong đời nàng, người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều, trải qua những việc kinh khủng, vượt xa nơi này. Trong dương, trên cùng có một chiếc khác biệt, không họ lòe loẹt toàn bộ đúc bằng sắt kín không kẽ hở chỉ lộ đôi mắt và cằm Hỏa yến cầm lên nhẹ nhàng đeo vào mặt vương bá bất mãn dựa vào cái gì ngươi đeo cái này nhìn dễ coi hơn có thể đối xử công bằng không sao chúng ta phải đeo mấy cái xấu xí này lý khuông hít sâu nói hòa tướng quân mọi người nhìn lý khuông giang dao mỉm cười lý đại nhân hòa huynh là võ an lang chưa thăng tướng quân đâu lý khương nhận ra mình nói nhầm giải thích ta nói mặt nạ này là của phi hồng tướng quân hắn từng chiến đấu cùng hòa như phi hòa như phi đeo mặt nạ tương tự có lần hắn muốn tháo mặt nạ nhưng không thể về sau khởi la nói hòa như phi để ý vết sẹo không muốn làm phiền lý khương từ bỏ ý định nghe nói hòa như phi tháo mặt nạ trước mặt bệ hạ là một gương mặt anh tuấn đoan chính khiến người kinh ngạc lý khương tức giận nghĩ người này có bệnh trước kia nói. Mạo sửu vô diệm. Là gạt người, có lẽ là để tạo mánh lưới. Sau đó, khi vào chiều, hai người gặp một lần, rồi nhiều năm không thấy. Bây giờ, trong thiếu niên này, thấy bóng dáng hòa như phi, anh dũng khẳng khái. Nhưng hắn không phải hòa như phi. Lý không nghĩ, chẳng lẽ hòa như phi còn có huynh đệ, thiếu niên này trẻ, đã có phong thái đại tướng. Cả hai đều họ hòa, hòa nguyên thịnh cũng giống sở lâm phong, có con riêng. Hỏa Yến không biết Lý Khuông nghĩ xa đến vậy. Giang Giao hỏi. Phi hồng tướng quân mặt nạ. Lý Đại Nhân nói, mặt nạ này giống phi hồng tướng quân. Thời gian lâu, chi tiết mặt nạ hòa như phi không nhớ rõ, nhưng cảm giác giống, gật đầu. Rất giống. Hỏa Yến mỉm cười, từ khi hòa như phi thế thân nàng trở thành. Phi hồng. Không ngờ có ngày đeo lại mặt nạ quen thuộc này. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Hùng thắc mắc hư hư thật thật, thật thật giả giả, hốt nhã đặc chưa thấy phi hồng tướng quân, nhưng nghe chuyện mặt nạ tướng quân đánh Tây Khương. Ta mang mặt nạ này vào chạy địch, họ không biết ai dưới mặt nạ. Lòng giả kiên kỵ, sĩ khí loạn, chúng ta thừa cơ hội. Ngươi, Lý Khương bừng tỉnh. Ta muốn giả trang phi hồng tướng quân. Thiếu niên nói, đêm khuya, mưa phùn rơi lất phất, tiếng côn trùng kêu trong đồng bằng, quân Âu thác nghỉ ngơi trong doanh trướng. Vài ngày trước, nhuận đô dùng người dơm mượn tên, lãng phí 10 vạn mũi tên, mấy ngày nay đang thu dọn. 10 vạn mũi tên không phải số nhỏ, kế hoạch phải thay đổi. Hốt nhã đặc tức giận, chém mấy cung thủ. Lý khuông, mượn tên, vẫn tiếp diễn, mỗi đêm, người dơm từ tường thành thả xuống, ban đầu, quân ô thác cảnh giác bắn tên, về sau, không mắc lừa, cảm thấy Lý khuông đang diễu cợt họ. Hốt nhã đặc giận dữ. Chờ phá thành, ta muốn chôn sống toàn bộ binh mã nhuận đô, tháo lý khuôn thành tám khối. Bị đùa nghịch thật sự mất mặt, trước hắn cười nhạo mã khách, không ngờ nhanh đến phiên mình. Tướng quân, tối nay lý khuôn lại thả người dơm thì sao? Thủ hạ hỏi. Thì sao? Hốt nhã đập hỏi. Còn muốn ta làm đồ đần sao? Ngu xuẩn. Thủ hạ không dám ứng thanh. Trên cổng thành, họa yến mặc áo đen, trói dây thừng, sau lưng là 500 tinh binh do Lý Khuông tròn, từng người thân thủ xuất chúng. Tiểu Mạch và Hồng Sơn không phải tiên phong doanh, thân thủ bình thường. Tiểu Mạch lo lắng. A à, hoặc ca, à, nếu quân ô thác bắn tên, mọi người không kịp quay đầu. Hỏa Yến nhón chân, sờ đầu hắn, dù Tiểu Mạch cao hơn, nhưng luôn như đứa trẻ, làm nàng nhớ Hỏa Vân Sinh. Nàng kiên nhẫn. Thiên hạ vạn vật sinh tại có, có sống tại không. Ngày đầu chúng ta dùng người dơm mượn tên, tạo giả tượng, cố ý để quân ô thác nhìn thấu họ tự nhận biết mưu kế buông lòng cảnh giác sau đó biến giả thành thật chờ chúng ta giả tập hốt nhá đặc nghĩ giả không phòng bị chúng ta thừa cơ hội ngươi sao có thể xác định tiểu mạch không buông tha hỏa yến nói không có chuyện gì chắc chắn ta chỉ đoán ý nghĩ hốt nhã đặc đây là trận công tâm chiến cũng là trận đánh cược hỏa yến nhìn sau lưng đám người những binh sĩ chọn kỹ cùng quân ô thác tiêu hao người yếu tiểu tụy nhưng ánh mắt đầy lửa. Bị đánh đến cửa nhà, giờ có cơ hội phản kích, dù đại giới là sinh mệnh, đại ngụy Nam Nhi cũng không tiếc. Khi xuống, quân ô Thác có thể không bắn tên, nhưng có thể bắn. Chúng tên, không thể phát ra tiếng, không thể động đẩy. Hỏa Yến dừng, tiếp. Chúng ta coi mình như người dơm, quân ô Thác tin chúng ta là người dơm. Lý Khuông nghiêm túc, biết rõ ý nghĩa lời Hỏa Yến. Có chiến tranh có hy sinh, nhất là đêm nay 500 tinh binh. Nếu chúng tên, phát ra âm thanh hoặc động đẩy, quân ô thác phát hiện, công cốc. Nhưng chịu đựng chúng tên thống khổ rất khó. Có lẽ chúng tên, chúng ta sẽ thương, có thể chết. Hỏa Yến nhìn mọi người, bình tĩnh. Nhưng nhớ kỹ mục tiêu, dù chết, cũng vì giữ vững nhuận đô, mũi tên có thể trúng bất kỳ ai, cả ta. Ta cần các ngươi hiểu khả năng kết quả, nếu ai không chịu được, có thể đứng ra rời đi không để một người làm hỏng giả dạ tập, ta không dễ dãi. Thiếu niên mặt lạnh lùng, mắt lộ hàn mang, ai cũng không dám phản bác. Không ai đứng ra. Lý Khuông ngạc nhiên phát hiện, hắn đã giao quyền chỉ huy nhuận đô cho thiếu niên này. Dù trẻ, hắn có khả năng khiến người tin phục, như năm xưa còn là phó tướng phi hùng tướng quân. Đều chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, tốt. Hỏa yến cười, đeo mặt nạ. Mặt nạ che khuất mặt thiếu niên, đôi mắt xinh đẹp lộ ra, như đao sắc bén, tất cả phong mang toàn bộ liễm tàng. Nàng đi đến Lý Khuông, không đợi hắn phản ứng, cướp kiếm trong tay. Lý Đại Nhân, kiếm ta mượn, uy. Lý Khuông buồn bực, người này làm cũng quá tự nhiên. Kiếm Lý Khuông là hào kiếm, dù không bằng thanh lang, nhưng cũng sắc bén nhẹ nhàng. Hỏa Yến ước lượng kiếm, như trở lại chiến trường, nàng vẫn là tướng quân phủ Việt sông pha chiến đấu, nhiệt huyết chưa lạnh phi hồng tướng quân không thể thiếu kiếm. Nàng quay đầu, lãnh khóc. Huynh đệ, đeo mặt nạ, theo ta. chương 174, phi hồng. Ban đêm rơi lất phất mưa phùn, gió nổi lên, mưa bụi mang theo từng cơn lạnh, thấm vào đồng bằng mênh mông. Doanh trại gần đó, đúc bị gió thổi tắt rất nhiều, binh lính ô thác trời rùa, chú quân ngoài trời thì thời tiết khô giáo tốt hơn trời mưa. Nhìn về phía thành, ánh mắt họ thêm phần hung ác tham lam người nhuận đâu có thể trú trong chỗ che mưa gió, nghe nói kim lăng đầy rẫy mỹ nhân. Đến sóc kinh, càng nhiều thứ tốt hơn, phi tử bình thường trong hoàng cung sóc kinh ăn mà còn tốt hơn đại thần ô thác. Chỉ một thời gian ngắn nữa, khi hốt nhã đặc hạ lệnh tổng tấn công, tòa thành này sẽ thuộc về họ. Bình lính ô thác nhìn cửa thành, như cho đói nhìn miếng thịt mỡ, mắt thèm thuồng. Lúc này, một sợi dây thường rũ xuống, dưới bóng đêm, một bóng người loạn choạng rơi xuống. Không lâu sau, nhiều sợi dây thường xuất hiện, mỗi sợi dây thường đều có một người. Tuần tra lính ô thác nói. Nhanh đi báo tướng quân, người nhuận đô lại thả người rơm xuống. Hốt nhã đặc đang uống rượu trong doanh trại, nghe báo cáo, cười lạnh. Lại còn coi chúng ta ngày ngày đều cho họ gửi tên. Bảo những người khác, thả mấy mũi tên là được, nhiều nữa cũng không cần, không để mấy tên hèn hạ đại nguy lừa. Lính tuần tra nhận lệnh đi. Dây thường rung nhẹ, Họa Yến là người đầu tiên xuống khỏi thành, nàng di chuyển nhanh chóng, chân vừa chạm đất, nghe thấy tiếng mũi tên bay tới, lòng thắt lại, ô thác bắn tên. Điều này trong dữ liệu của nàng, trước đó nàng đã thả người dơm hai lần, nhưng không phòng được ô thác thỉnh thoảng thả mấy mũi tên thăm dò. Những mũi tên này có thể trượt, có thể trúng binh sĩ, nhưng không ai phát ra âm thanh. Ngoài tiếng mưa và gió, không có âm thanh nào khác. Như nàng nói, dù đau cũng phải nhịn, chỉ khi xem mình như người dơm, quân ô thác mới tin, trên dây thường là. Người dơm. Bên cạnh có tiếng động nhẹ, nhiều người đã theo xuống, 500 tinh binh đều đã đến nơi. Thời gian cấp bách, may mắn là, ngoài những mũi tên ban đầu, quân ô thác không có động tĩnh gì thêm. Có lẽ họ chắc chắn đây là trò. Mượn tên. Của Lý Khuông, không mắc lừa. Sau một khắc đồng hồ, tất cả đã đông đủ. Trong 500 người, chỉ ba người bị thương do mũi tên, nhưng không nghiêm trọng hỏa yến lệnh ba người này trở lại thành, còn lại cùng nàng chui vào doanh trại ô thác. Đêm mưa là yểm hộ tốt nhất, mưa che phủ tất cả, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm. Gần doanh trại, lính tuần tra cầm đúc lung lay đi lại. Quân ô thác lỏng lẻo, cho rằng trận này bắt buộc thắng, không tin nhuận đô dám tấn công, lính tuần tra cũng không nghiêm túc. Đồng bằng chống trải, không có rừng cây che đẩy, chỉ có bụi cây và đá nhỏ, quân ô thác hạ trại rất may mắn, nơi này không thể ẩn nóng người nhưng cũng vậy nơi cất giữ lương thảo của họ rất dễ tìm hỏa yến ra hiệu cho người sau lưng tất cả tinh binh theo lời nàng từng người chui vào gần doanh trại đến trước chỗ để lương thảo hỏa yến vẫy tay giang dao và vương bá cùng nhóm theo chân nàng hành động lương châu vệ quen thuộc phối hợp bọn họ tìm vị trí lương thảo thiêu hủy lương thảo là phương pháp tốt nhất một binh lính ô thác ngồi trước trại uống rượu người ô thác thô lỗ thích uống rượu mạnh, ghét rượu nho nhuận đô quá ngọt, nhưng không nỡ bỏ. Rượu trong vò tinh xào bị họ uống cạn, ném bừa bên chân. Rượu nho dù ngọt, vẫn là rượu, không bao lâu, họ đã ngà ngà say. Hắn loạn choạng đứng dậy, đi đến lùm cây bên cạnh đồng bằng, cởi quần muốn đi tiểu, được một nửa, bỗng cảm giác có người vỗ vai, tưởng là binh lính khác, không kiên nhẫn quay đầu, thấy một mặt nạ ác quỷ phía sau, cười quỷ quyệt. Người khi hoảng sợ nhất, không phát ra được âm thanh người ô thác này cũng vậy đầu trống rỗng cảm giác lạnh cả người chưa kịp nói quỷ trước mặt lóe lên ánh đao đông một tiếng nhỏ đầu hắn rơi xuống người đeo mặt nạ ngồi xổm kéo xác vào lùm cây sâu không lâu sau không còn dấu vết người ô thác một bóng đen lặng lẽ chui vào doanh trại cùng lúc trong doanh trại quân ô thác nhiều ác quỷ xuất hiện lặng lẽ lấy đi mạng sống nhiều binh lính ô thác Trước khi chết, họ không biết chết bởi tay ai, chỉ nhớ trong bóng tối xuất hiện mặt quỷ, đáng sợ vô cùng. Một người ô thác nữ gục xuống, bị kéo vào trại giả vờ ngủ, hai người đeo mặt nạ gật đầu nhẹ, mắt lóe lên niềm vui. 500 người, trừ hỏa yến, đều đeo mặt nạ ác quỷ. Thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Quân ô thác tin quỷ thần, tin luân hồi, chúng giết người không gấm tay, làm nhiều điều ác, nên nhà nào cũng thờ Phật. Nếu chúng ta tập kích ban đêm, mọi người đeo mặt nạ ác quỷ, bất ngờ xuất hiện trong bóng đêm, quân ô thác sẽ sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, sĩ khí dễ suy giảm, đó là cơ hội của chúng ta. Nhìn lại, quả thật đúng. Không ngờ những người tự xưng gan giả dạ dũng cảm như quân ô thác cũng sợ những chuyện quỷ thần. Ý tưởng này của họ yến thực ra đến từ lễ thủy thần Tế Dương, khi đeo mặt nạ. Ly hoang. Một mặt nạ. Ly hoang. Xấu xí đã khiến người Tế Dương ghét bỏ, với quân ô thác, mặt nạ ác quỷ đáng sợ đủ khiến chúng dao động quân tâm. Doanh trải quân ô thác không gần nhau, binh lính bình thường và phó tướng thống lĩnh có khoảng cách. Khi hỏa yến đi qua một liều lớn, nghe thấy tiếng kêu khóc thống khổ của nữ tử bên trong. Trong liều u ám, ánh đèn chiếu ra bóng dáng, lờ mờ thấy phụ nhân dãy ruộng. Nam tử giữ tợn, kèm theo tiếng cười chế nhạo và tiếng thúc thích của nữ tử, khiến người ta sợ hãi. Hỏa Yến không tự giác dừng bước, nhìn vào trong lều giang giao bên cạnh giật mình. Họ chưa tìm được chỗ lương thảo, nếu họ yến không nhịn được ra tay, mọi thứ sẽ thất bại. Khi đó không chỉ những nữ tử bị bắt làm tù binh nhuận đô chết, mà cả tiên phong hôm nay cũng chịu chết. Dù giang giao rất đồng tình những nữ tử này, nhưng trong loạn thế, nữ tử không có khả năng tự vệ, khi bị bắt, chỉ có thể trở thành đồ chơi của quân địch. Thạch đầu cũng lo lắng, cẩn thận kéo góc áo Hỏa yến, nàng rời ánh mắt, ra hiệu tiếp tục tiến về phía trước. Giang Giao thở phào nhẹ nhõm, với tính cách trọng nghĩa của hỏa Yến, hắn sợ nàng không màng lao vào, bại lộ bản thân. Tiếng khóc nữ tử dần xa, hoặc không xa, quanh quẩn bên tai mỗi người. Họ hiểu rõ, nếu tối nay không tiêu hủy lương thảo quân ô thác, không thể giết chúng trở tay không kịp, không bao lâu, thành nhuận đô phá, tiếng khóc sẽ vang khắp bốn phía. Chiến tranh vốn tàn khốc như vậy. Đi thêm một đoạn, quân tuần tra ô thác nhiều hơn, giờ đút đi lại gần binh lính quanh doanh trại giảm bớt, có một liều lớn, bên ngoài rừng mấy chục xe ngựa. Hỏa Yến và Vương Bá dừng lại, nấp sau bụi cỏ. Đây là nơi quân ô thác chữ lương thảo. Nhiều lương thảo như vậy, nếu chuyển về nhuận đô, sẽ giải được bao nhiêu khó khăn. Binh lính không cần đói bụng xanh sao, dân chúng trong thành không cần bắt chuột cỏ dại để ăn. Nhưng Hỏa Yến hiểu rõ, họ không thể mang lương thảo này đi, nếu tham luyến, sẽ không ai đi được, không thể mang đi một phần lương thảo sẽ mất mấy trăm mạng ở đây chiến tranh là đạo lý buông bỏ nếu muốn thắng phải biết từ bỏ binh lính bảo vệ lương thảo rất cảnh giác thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh đuốc chiếu sáng không cách nào tiếp cận phóng hỏa như trước làm sao bây giờ thạch đầu ra hiệu hỏi hỏa yến đã nghĩ đến điều này nàng chỉ về phía trước chỉ vào mình nhắm đến chỗ lương thảo đây là muốn theo họ xuất phát trước bàn bạc phương án 2. Nhưng phương án này với Hỏa Yến quá nguy hiểm. Thạch Đầu còn do dự, Hỏa Yến cười, gọi hắn đưa tay ra, nàng dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay hắn, họ nhìn kỹ, thấy nàng vẽ một gò núi, cắm một lá cờ. Đây là muốn họ nhớ lại hình ảnh tranh cờ. Khi trước ở Lương Châu vệ, tranh cờ trên Bạch Nguyệt Sơn cũng là năm người họ. Lúc đó mới huấn luyện không lâu, chưa thấy mặt quân ô thác, chưa biết chiến trường thật sự họ đã tranh hai mươi lá cờ trên núi bỏ vào túi cướp bóc phải có dáng cướp bóc chỉ là bây giờ đối tượng họ cướp từ đồng bào lương châu vệ biến thành quân ô thác đáng hận họ không tranh hai mươi lá cờ không quan trọng mà là lương thảo quân ô thác coi như báu vật họ không cầu vinh quang nhỏ nhoi của vệ sở không cần hư danh mà là sự sống còn của hàng vạn dân nhuận đô năm người chỉ cần đồng tâm hiệp lực lúc trước có thể hiện tại cũng được Nụ cười hiện sau mặt nạ, hỏa yến khẽ đập tay với họ, dẫn đầu biến mất trong màn đêm. Gió lúc này càng mạnh hơn, từng cơn mưa bụi nghiêng nghiêng đập vào người, tạo nên cảm giác lạnh lẽo. Ngươi vừa rồi có nghe thấy tiếng gì không? Một lính tuần tra của quân ô thác hỏi đồng đội bên cạnh. Tiếng gió thôi. Đồng đội trả lời hờ hững, chế diễu hắn. Làm sao vậy? Ở ngoài thành nhuận đô lâu quá, ngươi cũng biến thành nhát gan như người đại ngụy rồi sao? Người lính ô thác không trả lời, chỉ nghi ngờ nhìn xa xăm. Vừa rồi, hắn như nghe thấy tiếng kêu khóc mơ hồ. Nhìn quanh một lúc, hắn hỏi. Chúng ta đốt đuốc tuần tra, có phải thiếu người không? Quần ô thác đều đang ngủ trong trại, chỉ có lính tuần tra canh gác bên ngoài. Đêm mưa dù có làm tắt một vài ngọn đuốc, cũng không thể làm người ta biến mất. Hắn tiến đến trước một trại, gió thổi làm cỏ dại bên ngoài lay động, mang theo mùi lạ quen thuộc, mùi máu tươi người lính ô thác sướng sờ, giờ đúc bước vào trại, thấy mùi máu càng nồng. Mọi người nằm la liệt, như đang ngủ say, nhưng trên mặt đất đầy máu. Hỡi ôi, có địch tình, người đại ngụy đánh lén doanh trại. Lính tuần tra vừa kêu lên, thì thấy một đường đao sáng lóe, cảm giác lạnh buốt nơi cổ, rồi ngã xuống. Đúc rơi xuống đất, hắn khó nhọc nhìn, thấy một khuôn mặt quỷ xanh răng nanh, dày đặc nhìn hắn. Kèn lệnh vang dội trên đồng bằng ngoài thành nhuận đô, vô số lính ô thác bừng tình người đài ngụy tấn công đêm trong đêm tối và mưa gió mùi máu tanh bị che lấp khi kiểm tra họ mới phát hiện nhiều lính ô thác đã bị giết trong giấc ngủ máu chảy ra khỏi chải, hòa vào đất bùn cùng mưa tưới lên đất đại ngụy hốt nhã đặc rốt đau nghiến răng người đại ngụy dám tấn công đêm dũng sĩ ô thác sẽ giết sạch chúng không để ai sống sót tiếng hò hét vang dội trong trại truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt Quỷ A, à, có quỷ. Tiếng kêu hoảng loạn của quân ô thác. Quỷ ở đâu, đó là người đại ngụy. Không, là quỷ. Bốn phía xuất hiện những người áo đen, mặt nạ như lệ quỷ, thần sắc dữ tợn, lặng lẽ giết lính ô thác. Quân ô thác vốn hung tàn, nhưng thấy trong đêm tối những lệ quỷ, sĩ khí giảm sút, nhất thời hỗn loạn. Hốt nhã đặc quát lớn. Cái gì lệ quỷ, đó là âm mưu của người đại ngụy. Họ mang mặt nạ, ai không kháng địch, sợ sệt ta sẽ xử theo quân pháp chặt đầu lính ô thác không dám lùi bước nhưng vẫn sợ hãi những mặt nạ của thợ thủ công nhuận đô làm rất đáng sợ gặp phải ai cũng phải khiếp đảm ba phần lính ô thác không chiếm được lợi thế bên ngoài trải, hỏa yến nghe được tiếng hỗn loạn nhưng lính bảo vệ lương thảo của ô thác không động đầy càng thêm cảnh giác đột nhiên một bóng người thoáng qua nhanh như tia chớp tiến gần kho lương lính ô thác hô lớn có người đến. Tiếng đào kiếm va chạm vang lên, lính ô thác nhận ra người đến là một người áo đen đeo mặt nạ. Nhưng chỉ có một người. Một người dám đến đốt kho lương. Lính ô thác cười. Hốt nhã đặc đại nhân nói đúng, người đại ngụy không chỉ nhát gan, còn ngu ngốc. Người ô thác không chỉ dã man, còn lắm mồm. Người áo đen lạnh lùng đáp. Cung tiến thủ, chuẩn bị bắn thành con nhím. Vô số mũi tên rơi xuống, lính bảo vệ kho lương đông đúc, không rời đi. Kho lương là chìa khóa chiến thắng, nếu bị mất, quân Ô Thác sẽ gặp khó khăn. Công thành khó hơn thủ thành, nếu liều mạng, dù thắng cũng có thương vong. Chậm rãi tiêu hao nhuận đô, chờ người trong thành chết đói, lúc đó phá thành dễ dàng. Hốt Nhã đặc biệt, kho lương không thể để xảy ra sai sót. Mũi tên dày đặc, người áo đen dùng kiếm đỡ, kiếm pháp tuyệt diệu, nhanh như bóng đen, chỉ trong giây lát, trước sau đều là xác lính Ô Thác. Giấu trong bụi cỏ, Hoàng Hùng cùng mọi người đều kinh ngạc. Họ biết Hỏa Yến giỏi đủ loại binh khí, nhưng chưa từng thấy dùng kiếm. Giang Giao từng hỏi, Hỏa Yến nói. Kiếm pháp của ta không tốt, dùng không thuận tay, dùng binh khí phải chọn cái mình giỏi nhất. Tối nay Hỏa Yến cầm kiếm của Lý Khuông, họ tưởng nàng ngụy trang thành phi hùng tướng quân. Giờ thấy kiếm pháp tinh diệu, chắc chắn không thua kém, nàng quá khiêm tốn, không chịu lộ thân thủ. Khó trách nàng dám một mình tấn công chạy địch, đốt kho lương mưa tên không làm gì được nàng. Tướng quân, có người ở kho lương. Hốt nhã đặc nghe tiếng. Hắn đâm ngực một người đeo mặt nạ, rút đao, người đó ngã xuống, mặt nạ rơi. Hốt nhã đặc đạp lên, nhìn nát mặt nạ, quay hướng kho lương, cười lạnh. Không biết tự lượng sức. Tới gần kho lương, thấy xung quanh là lính ô thác, giữa trung tâm là người áo đen cầm kiếm. Kiếm như mưa tên, hắn giết người nhanh chóng, lính ô thác ngã xuống liên tục. Hốt nhã đặc dừng bước, lính ô thác sông lên, người áo đen nhẹ nhàng phất kiếm, xoay một vòng, mấy người ngã xuống, máu văng lên mặt nạ bạc, bị mưa rửa sạch, vẫn sắc bén. Hốt nhã đặc hoang mang. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ nhìn qua, đôi mắt sáng, giọng nói bình tĩnh. Ngọc nhân đạp tuyết phiên nhiên khứ, phi hồng kinh vân tử tại phi. Người áo đen nghiêng đầu. Ta tưởng rằng, tên của ta, người trong thiên hạ đều biết chương 175, khởi la. Gió càng lúc càng mạnh, những hạt mưa bụi nghiêng nghiêng tạt vào người, thấm vào áo tạo nên một cảm giác lạnh lẽo. Ngọc nhân đạp tuyết phiên nhiên khứ, phi hồng kinh vân tử tại phi. Người áo đen nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Ta tưởng rằng, tên của ta, thiên hạ đều biết. Phi hồng tướng quân, hòa như phi. Hốt nhã đặc giật mình, thốt lên. Không thể nào, tại sao không thể. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ theo dõi hắn, khóe miệng nhếch lên, tựa như đang trêu chọc. Có gì mà không thể? Hốt nhã đặc, vị tướng dũng cảm nhất của ô thác quốc, giờ đây không tự chủ được mà lùi lại, gần như hoảng loạn hét lên. Sông lên, giết hắn, quốc chủ sẽ trọng thưởng. Vô số mũi tên và binh lính xông tới, nhưng người mang mặt nạ dễ dàng tránh được từng đường kiếm và mũi tên. Hắn di chuyển nhẹ nhàng như cánh chim trong tuyết, tựa như không gì có thể cản bước. Kiếm phong của hắn lướt qua trong đêm tối, như thể có thể cắt đứt cả mưa bụi. Hốt nhã đặc không thể không tin rằng, đây chính là phi hùng tướng quân hòa như phi. Trên đời này, ngoài hòa như phi, không ai có kiếm thuật tinh diệu đến vậy. Hắn chưa từng đối mặt với hòa như phi, nhưng đã nghe từ những binh lính Tây Khương từng bại trận rằng, thanh lang kiếm của hòa như phi có thể chạm cắt mọi trở ngại. Nhưng tại sao hòa như phi lại xuất hiện ở đây? Điều này không thể nào. Chẳng lẽ đây là âm mưu của đại ngụy? hòa như phi lừa gạt họ những kẻ đáng ghét của đại ngụy ta muốn giết hắn hốt nhã đặc giận giữ nói gọi binh lính đưa cung tiễn cho ta hắn muốn tự tay bắn chết con đại bàng này muốn thấy phi hùng rơi từ trên trời xuống cuối cùng bị hắn dẫm vào bùn cung tiễn được đưa đến tay hắn hắn nhắm vào người áo đen đang bị binh lính ô thác vây quanh nhưng không thể nào nhắm chính xác hắn hét ngu xuẩn lui lại một chút ngay lúc đó từ trong rừng vài mũi tên bắn ra chặn lại mũi tên của hắn còn có đồng đảng bắt chúng lại từ trong rừng một người đeo mặt nã quỳ nhảy ra cười lớn ném về phía người áo đen một cái thùng gỗ người áo đen cầm kiếm nhanh như chấp bắt lấy thùng gỗ giữa không trung nhưng mũi tên của binh lính ô thác đã tới phi hồng tướng quân nhanh chóng dùng thùng gỗ như tấm chắn làm cho mũi tên bắn vào thùng gỗ nước từ thùng chảy ra hốt nhã đặc hô to Dừng tay, tất cả dừng tay. Nhưng cung tiễn thủ không thể dừng kịp, mũi tên đã bắn ra. Thùng gỗ bị bắn thành cái sàng, nước chảy ra, lan khắp xoanh trại lương thảo. Ngay sau đó, nàng huyết sáo, từ bốn phía, vô số mũi tên mang lửa bắn ra, rơi xuống lương thảo, lửa bùng cháy phừng phừng. Hốt nhã đặc giận dữ, suýt phun máu, lệnh mọi người dập lửa, giết người. Nhưng nơi này không phải tế dương, nước sông không ở gần địa điểm chạy cách sông xa, không thể dập lửa kịp thời. Hỏa Yến thấy an tâm, lương thảo này là từ nhuận đô chế tạo, dù có mưa, nhưng mưa không lớn, gió mạnh, lửa sẽ lan nhanh, toàn bộ doanh trại sẽ bị nguy hiểm. Thừa dịp bây giờ, Hỏa Yến cao giọng nói, không lùi bước, chiến đấu. Tiếng chém giết vang lên bốn phía, hốt nhã đặc nhìn xung quanh, bốn phía binh lính ô thác đã rối loạn, lương thảo cháy rực, một số người vội dập lửa binh trận hỗn loạn, lính đại ngụy tấn công, hốt nhã đặc suýt tức hộp máu. Tất cả là do Hòa Như Phi. Hòa Như Phi, hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hòa Như Phi, lòng chấn động, hét lớn. Bắt Hòa Như Phi cho ta, ta muốn đích thân chặt đầu hắn. Trong doanh trại, tiếng khóc của nữ tử vang lên, đột nhiên, màn lều bị sốc lên, hai người đeo mặt nạ ác quỷ xuất hiện. Các nữ tử phát ra tiếng, a à. ngắn ngủi, chưa kịp nói gì, đã bị một người bịt miệng. Người kia, lộ ra khuôn mặt sẻo dữ tợn, không phải tướng mạo của ô thác. Hắn nói, chúng ta là đại ngụy, đến cứu các ngươi, mặc vào quần áo, đi nhanh lên. Trong chướng, nữ tử đều không chỉnh tề, có hai người ngã trên mặt đất, đã chết. Giang giao nhìn, lòng thở dài, hốt nhã đặc làm loạn, đối với nữ tù nhuận đô làm điều tàn ác, hỏa yến không thể chậm trễ đốt lương thảo nên rời đi, nhưng không bỏ sót. Đốt lương thảo xong, để hai người đến kiểm tra. Giang Giao thấy thương cảm, dù là vương bá cũng cảm thấy không đành lòng, nắm chặt nắm đấm, thầm mắng người ô thác tàn ác. Các nữ tử lặng lẽ theo vương bá và Giang Giao ra khỏi trướng, binh lính ô thác đều tập trung dập lửa, không ai chú ý. Giang Giao hỏi, Hòa huynh một mình có chịu nổi không? Vương bá cười lạnh, hắn giỏi hơn người ta, đi cứu tù binh khác. Trong trướng tù binh đại ngụy, lều rách nát, không che được mưa gió hơn chục nữ tử nhét chung, áo rách, từng người thần sắc thê lương, trong trướng đầy mùi máu tanh và hôi thối. Người ô thác trà đạp nữ tử, chết thì ném sông, sống sót cũng đầy thương tích, bị ném về, lại sống không bằng chết cho đến khi chết hẳn. Đột nhiên được cứu, các nữ tử không dám tin vào mắt mình. Đi thôi, Hỏa Yến nói. Ta cứu các ngươi ra ngoài. Một phụ nhân run rẩy hỏi. Tráng sĩ, ngươi tên gì? Ngươi, là Phi Hồng Tướng Quân người đeo mặt nạ không động đẩy, một lát sau, hắn tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, giọng trầm tĩnh. Không phải, ta là Hoa Yến, bệ hạ phong võ an lang. Binh lính ô thác hoàn toàn rối loạn, những người mang mặt nạ đại ngụy không ham chiến, thấy lương thảo cháy gần hết, liền hướng về cửa thành. Trên thành, dây thường đã rủ xuống, vô số cung tiễn thủ mai phục trên cổng thành, bắn chết những binh lính ô thác tới gần. Binh lính ô thác không thể tiến tới, còn những người đeo mặt nạ thì toàn thân trở ra. Bọn chúng mang tù binh đi. Có người hô, hốt nhã đập nổi giận. Một lũ vô dụng, ngay cả nữ nhân cũng không giữ nổi. Bình lính ô thác cũng mất ức, ai ngờ, sống chết trước mắt, lại có người cứu những nữ nhân không giá trị. Nếu ở ô thác, dù cứu về cũng giết chết bị quân địch làm nhục, không có tư cách sống. Bị bắt làm tù binh, hận không thể chết trong trại địch còn hơn, ai ngờ lại có người cứu họ thân tín nói. Nghe nói phi hồng tướng quân hòa như phi không làm hại nữ nhân, nếu có người bắt đại ngụy nữ tử, hắn sẽ cứu. Hốt nhã đặc đá hắn. Hỗn đản, ta đã nói rồi, hòa như phi làm sao có thể đến nhuận đô. Đồng bằng truyền đến mùi khét của lương thảo cháy, binh lính ô thác sách nước dập lửa, nhưng gió lớn, vô ích. Hốt nhã đặc nhìn về hướng nhuận đô, vô số cung tiễn thủ mai phục trên cổng thành, thỉnh thoảng bắn mũi tên lửa, như cảnh cáo hắn nghiến răng. Nhuận đô, ta sẽ san bằng nhuận đô, để cho nhuận đô không còn một mống. Hỏa Yến là người cuối cùng lên thành, phải che chở các nữ nhân kéo dây thường trước, nàng quần nhau với binh lính ô thác, đến cuối cùng cũng bị thương. Dù cung tiễn thủ bắn lui binh ô thác, nàng vẫn bị thương. Có chiến tranh là có hy sinh, giữ lại một mạng đã là tốt. Những nữ tử may mắn thoát chết ngồi trên thành, ngơ ngác khi không còn nghe tiếng kèn ô thác mới tỉnh lại họ từ từ che mặt, gào khóc. Trên thành, binh lính nhuận đô đã tháo mặt nạ. Một đêm tập kích, tất cả đều căng thẳng, giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Có người khóc, có người cười lớn. Chúng ta đốt lương thảo của chúng, đánh ô thác thành đồ đần, ha ha ha, chúng ta thắng rồi. Nói là thắng, tất nhiên là nói quá, nhưng lần tập kích này thực sự thắng, và còn thắng lớn. Ô thác tổn thất không biết bao nhiêu, hỏa yến dẫn 500 tinh binh, hy sinh 46 người, 273 người bị thương. Đối với nhuận đô thủ hơn tháng, đây là tình huống tốt nhất. Lý Khuông không thể tin nhìn các tinh binh ngã đầy đất, lầm bầm. Vậy mà làm được. Hỏa Yến dẫn nhân mã đi, Lý Khuông không đồng ý. Hắn nghĩ rằng Hỏa Yến và vài trăm người đi chịu chết. Thiêu hủy lương thảo của ô thác, Lý Khuông cho rằng khả năng nhỏ. Nhưng những điều không thể, giờ đều thành hiện thực, họ thậm chí mang về tù binh từ ngoài thành trong lòng Lý Khuông giấy lên hy vọng mới, từ trước đến nay, hắn không tin Nhuận Đô có thể chống lại ô thác. Chỉ nghĩ có thể giữ thành, chờ viện quân, nhưng hôm nay Hỏa Yến làm hắn thấy khả năng khác, nếu ô thác cũng hao tổn. Không có lương thảo, không kiên trì được bao lâu, ưu thế của họ không còn. Giờ chỉ dựa vào số người, mà số người, vị võ an lang trẻ Hỏa Yến, không phải đã đánh hai lần, lấy ít thắng nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Khuông kích động nhìn Hỏa Yến, thấy thiếu niên dựa vào tường ngồi, còn chưa kịp tháo mặt nạ, nhìn các nữ nhân khóc giống, Lý Khuông không thấy mặt hỏa yến, nhưng thấy khóe miệng hắn cười. Hắn rất vui mừng. Lý Khuông nhớ lại, thấy hỏa yến giống hòa như phi, như quá khứ hòa như phi. Ngươi thế nào? Lý Khuông hỏi. Hỏa yến ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Ổn, chỉ hơi mệt. Cả đêm, hắn và tinh binh không nghỉ ngơi, Lý Khuông nói. Nghỉ ngơi một chút. Hỏa Yến gật đầu, đứng dậy, nhớ ra điều gì, nói. Cứu được các nữ tử, phiền lý đại nhân hỏi thăm xem họ còn người nhà trong thành không. Nếu có, nhờ người nhà đón họ về, nếu không, mong đại nhân sắp xếp tốt cho họ. Lý Khuông khẽ nhíu mày, im lặng. Hỏa Yến nhìn ra suy nghĩ của hắn, nói. Dù lý đại nhân nghĩ thế nào, họ cũng là đại ngụy người, cũng là dân nhuận đô. Đại nhân là thành tổng binh, không thể bỏ mặc chức trách của người lính là bảo vệ từng người dân, không phân giàu nghèo, cũng không phân biệt họ gặp chuyện gì. Nàng nhìn Lý Khuông kiên định, như muốn hắn cho nàng một đáp án, Lý Khuông dừng một chút, nói. Ta đã biết. Hỏa Yến gật đầu. Đa tả. Nàng xuống thành. Hỏa Yến ở nhà Triệu Thế Minh sắp xếp, nàng là võ an lang, có quyền ở riêng. Nàng nhờ hạ nhân một chậu nước nóng, vào phòng. Hạ nhân nhanh chóng đưa nước nóng, Hỏa Yến khóa cửa, tháo mặt nạ, cởi áo trên lưng vai cánh tay đầy thương tích có vết do đao có vết do tên trong đêm qua nàng ngăn quân ô thác đốt lương thảo bị bắn hàng trăm mũi tên giữ mạng đã là may mắn nàng thấm khăn vào nước nóng nhẹ nhàng lau miệng vết thương vết thương sâu nhất trên lưng và vai may có thuốc trừ sẹo của lâm song hạc lần này đến nhuận đô nàng mang thuốc theo dùng hết cho vết thương không còn chút nào trong hộp thay quần áo sạch nhìn vào gương thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt mặt nạ và áo đen che giấu vết máu và vết thương binh sĩ không thấy vết thương chỉ thấy tinh thần sáng láng hướng về phía trước ổn định quân tâm hỏa yến nhìn cánh tay mình vết đao lộ ra thuốc bột đã hết đang định băng bó ngoài cửa có tiếng gõ giọng nữ tiểu hòa đại nhân hỏa yến nói mời vào một cô nương trẻ đẹp bước vào cười nhẹ mà trai có lúng đồng tiền tăng thêm phần hoạt bát. Nàng đưa Hỏa Yến một cái bình tròn, cười nói: "Ta thấy Tiểu Hòa đại nhân hỏi nước nóng, đoán là bị thương. Đây là kim sang dược của lão gia, thiếp thân mang đến." Nàng thấy vết sẹo trên cánh tay hòa Yến, "Nha, Tiểu Hòa đại nhân, ngài thật sự bị thương." Hỏa Yến cười, "Vết thương nhỏ thôi, không sao, khó mà làm được." Cô nương tiến lên, muốn tới gần nhưng ngại thân phận, đứng nghiêm một bên an ủi. "Vết thương nhỏ không chỉ sẽ thành vết thương lớn. Lão gia nhà ta chiến trường bị thương, không để ý, về sau thành vết thương cũ, rất khó trị. Hỏa Yến nhìn khuôn mặt trẻ rào lệ của nàng, cảm thấy cảm hoài. Nàng biết cô nương này là tiểu thiếp được Lý Khung sủng ái nhất, tên là Khởi La. Năm đó, khi nàng và Lý Khung ứng phó Tây Khương, Khởi La rất thân thuộc. Cô nương này lanh lợi, biết lấy lòng Lý khuôn. khi đó Hỏa Yến nghĩ, nếu nàng là nam, cũng sẽ sủng ái cô nương này năm đó khởi la mới 16 tuổi, mặt tròn, ba, bốn năm qua, nàng nảy nở, trẻ con khí tiêu tán, mặt tròn thành mặt trứng ngỗng, nhưng lúm đồng tiền và nụ cười ngọt ngào không đổi. Tiểu hòa đại nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Khởi la sờ mặt, nhãn châu xoay động, nói giòn tan. Ta đẹp, nhà ta đại nhân sủng ái nhất chính là ta. Hỏa yến không nhịn được cười, khởi la năm đó khoe khoang lời này, giờ vẫn vậy, làm nàng nhớ về quá khứ ngươi cười gì khởi la hỏi ta xấu xí sao không không hỏa yến khoát tay nhớ chuyện cũ thôi năm đó khởi la đáng yêu lanh lợi hỏa yến coi nàng như em gái dù có hòa tâm ảnh làm em gái quan hệ hòa ra rắc rối không thân khởi la xinh đẹp nhu thuận lanh lợi nếu thành thân tìm thiếu niên lang tương xứng mới đúng lý khuôn niên kỳ có thể làm cha khởi la nghiêm túc thô hào không quan tâm không biết khởi la coi trọng hắn ở điểm gì khi đó khởi la cười, nói với hỏa yến. Nhà ta đều là hạ nhân, hòa phó tướng, thanh niên tài tuấn như ngươi sao cưới hạ nhân làm vợ. Nếu làm vợ, sinh con vẫn là hạ nhân, dễ mất mạng. Còn theo lão gia, ăn no mặc ấm, chỉ nịnh nọt lão gia, không sợ ai khi dễ. Lão gia trực tiếp, không thích vòng vo, ta theo hắn không cần đấu đá, rất tốt. Hòa phó tướng và lão gia bảo vệ đại ngụy, là anh hùng, ta là anh hùng nữ nhân, cảm thấy tốt ta sống tốt hơn trước, ta không có nguyện vọng gì, chỉ mong 10 năm sau, vẫn là lão gia sủng ái nhất thiếp thất. Hy vọng 10 năm sau ta không già xấu, không có hồ ly tinh đoạt sủng ái, như thế ta cảm tạ quan âm. Hỏa Yến cảm thấy, cô nương này đủ thông thấu, mỗi người có ý nghĩ của mình, khởi la cảm thấy vui vẻ là tốt. Giờ nhìn lại, 10 năm chưa biết, 3 năm qua, nàng vẫn là lý khung sủng ái nhất tiểu thiếp, ở nhuận đô đều mang theo. Nàng cười, lấy thuốc bột khởi la mang đến rác lên vết thương khởi la tò mò nhìn nói tiểu hòa đại nhân nguyên niên kỷ không lớn sao giống lão gia nhà ta bồi thuốc không nói tiếng nào các ngươi chiến tranh quân nhân không biết đau sao không phải không đau hỏa yến nói lão gia bồi thuốc rất đau chỉ là trước mặt cô nương không có ý kêu thôi khởi la cười tiểu hòa đại nhân ngươi nói chuyện thật có ý hỏa yến bôi xong thuốc đưa bình lại khởi la khởi la cô nương cảm ơn thương dược. Khởi la nhận bình, không đi ngay, nhìn hòa yến. Tiểu hòa đại nhân, chỉ chút thuốc trị thương, không cần cảm ơn, nên ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn gì, cảm ơn ngươi đêm qua nghĩ ra diệu kế, đốt lương thảo ô thác, thay chúng ta xả giận. Cảm ơn ngươi cứu các nữ nhân. Nàng cúi đầu, cười bất đắc sĩ. Ta biết những nữ nhân bị ô thác bắt, nếu không phải ngươi, các nàng không sống sót trở về nhuận đô. Không ai để ý mạng họ, dù lão gia tự mang binh, cũng không quản họ sống chết, nhưng người khác. Nàng nhìn Hòa Yến, mắt sáng. Người mang họ về, không sót ai. Ta trước kia nghĩ, sao có người trẻ như vậy được bệ hạ phong quan. Chắc là người chiến trường, được lợi gì. Giờ ta không nghĩ vậy, người khác họ, người là người tốt, là anh hùng thực sự. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.